Xin chào các bạn đang theo dõi video xe điện motor điện, kênh video hàng đầu Việt Nam về thiết bị phụ tùng làm xe 4 bánh, xe 3 bánh. Ở video này mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ phụ tùng chuyển từ xe máy thành xe 3 bánh bản nâng cấp với loại bánh lớn hơn, chịu tải tốt hơn. Đối với cái loại bánh này có thể chịu tải lên đến 600 kg một cặp bánh. Tất nhiên thì nó phải đi đồng bộ với những thiết bị khác. Tuy nhiên đối với cặp bánh to này nhìn cho nó hầm hố hơn. Trong video thì mình xin giới thiệu đến các bạn đầy đủ thiết bị và báo giá toàn bộ video cho các bạn tham khảo và ủng hộ, rất là dễ cho anh em lựa chọn. Và mình xin nhắc lại là bên mình không bán đồ cũ, tất cả đồ mới hết, không có đồ cũ đấy. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng, không lo về chất lượng. Bộ này thì bao gồm tất cả những cái thiết bị như phía bên trên các bạn đang theo dõi. Một cây cầu rộng 80 cm, một đôi bánh có thông số là 400-12, đường kính bánh là 50 cm, bản rộng của bánh là 10 cm, vành 12 rất là dày, một bộ số lùi, số đảo chiều và một bộ trục các đăng, một đôi nhíp và phụ kiện phanh chân cùng phụ kiện. Giá trọn bộ như trong video chỉ có 5.150.000 đồng thôi các bạn nhé. Rất là rẻ. Cây cầu này là rộng 80 cm các bạn ạ. Nếu có nhu cầu đặt cầu dài hơn thì giá tiền sẽ thêm lên một chút. Phụ kiện rất là đầy đủ. Và những cái lưu ý khi chọn đồ thì các bạn có thể xem lại một số video khớp trước. Chủ yếu cái mục đích của các bạn ở đây cần xác định cái chiều rộng của xe, nó rộng bao nhiêu thì một cây cầu 80 thì khi lắp bánh lên thường thường nó sẽ rơi vào khoảng 87-88 cm. Phủ bì lắp cả hai bánh đấy thì chỉ tính thêm bằng đấy thôi, có nghĩa là cầu 80 lắp bánh thì thường nó sẽ phủ bì hai bên mép ngoài của bánh là 88 cm. Từ đó các bạn sẽ tính toán cho nó phù hợp, còn chiều dài thì bao nhiêu cũng được. Nếu có nhu cầu trở nặng hơn thì nên chọn một bộ nhíp khỏe nữa và một cái số phụ nó rất khỏe. Còn đối với nhu cầu bình thường trở vài tạ, 1-2-3 tạ thì không nhất thiết. Nhưng mà bộ này cũng dư sức đáp ứng rồi. Có một cái video mình giới thiệu về cái bộ có số mạnh, nhíp to. Các bạn đón xem cái video đó, giá cũng chỉ khoảng 6 triệu thôi. Đấy. Tất cả thiết bị thì rất là đầy đủ như trong hình ảnh, phanh chân và phụ kiện rất là đầy đủ, nhíp phụ kiện đầy đủ, số lùi trục các đăng có hết, gối cầu, bánh, xe rất là đẹp. Mọi nhu cầu đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Đây, thông số bánh là bánh 400-12 các bạn ạ. Đấy. Bánh 400-12. Rất đẹp. Nhíp và cầu rất là chuẩn. Mình có riêng một kênh chuyên về các cái mẫu xe, anh em có thể tham khảo riêng ở link video phía dưới, link dưới video chuyên về các mẫu xe. Các bạn có thể vào đấy coi mẫu và làm theo, rất là đẹp.
Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Giá cả thì đã công khai. Các bạn cứ vậy nhấc máy lên và đặt hàng thôi.